Ngày hôm ấy anh đi trong mưa, thế nhưng lại quên. Mến chào anh em đam mê dòng chó săn xoáy Thái Lan, lại là chúng luôn đây. Chúc anh em cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha anh em. Hôm nay Trung Lùng gửi tới cho anh em nào đã dặn bắt bài này. Bài này hiện tại bây giờ còn lại 2 đợt và 5 cái, được anh em quan tâm và thương yêu thì cũng đã đặt cọc hết và cũng đã dặn hết bài này rồi anh em. Có những anh em mình nhận cọc, còn có anh em mình chưa nhận cọc. Nên là một chữ uy tín là dặn mình là mình sẽ chừa cho anh em những anh em nào quan tâm bài này nha. Thì anh em nào quan tâm những cái bài này và có tính cách như vậy thì trong vòng khoảng 1-2 tháng nữa mình sẽ có một bài giống như vậy nha anh em. Hiện tại thì bài này đã hết rồi. Nên là hôm nay Trung Lùng bắt ra 3 con, một con cái màu đen và hai con màu đỏ quay cho anh em coi để cập nhật. Còn 4 con kia hiện tại đang trong chuồng, đang cho bú. Nên là hôm nay gửi tới cho anh em coi. Anh em quan tâm hay là thích cái dòng chó săn xoáy Thái Lan, thích giữ nhà, thích cái tính cách hoang dã của con chó săn, hiện tại thì cái bài này bảo đảm với anh em mình, bao anh em là bảo đảm với anh em cắn lộn. Và đặc biệt dòng chó săn xoáy Thái Lan là nuôi không có cắn bẫy người nha anh em. Nó không có giống như cái dòng chó pitbull khác đâu. Nó cực kỳ trung thành với chủ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều anh em quan tâm. Alo 0363684 nha anh em. Chào tạm biệt anh em nha.